Ngày 8 tháng 2, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cảnh báo đại dịch COVID-19 sẽ không chấm dứt với biến thể Omicron và trong năm nay, nước này phải chuẩn bị ứng phó với nhiều biến thể khác của virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Ardern đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh hàng trăm người biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Wellington đòi chấm dứt các biện pháp hạn chế và quy định tiêm vaccine bắt buộc.